Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Sonic Sightseer với King Edge 150-155 ABS, Moto BZ1, Winner V3, V4, Vision và AB. Thì đồng hành giới thiệu một trong này thì có em Kiều, sở trợ giới thiệu không mời Kiều ạ. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều nha. Hiện tại là Kiều đang đứng ở cửa hàng xe máy khải của anh ha. Địa chỉ là 16/23 Bình Quế Hà, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá sơ những dòng xe hiện tại bên Kiều đang bán, và ngoài ra thì bên Kiều cũng bán rất là nhiều dòng xe luôn. Nên là anh chị nào có muốn mua dòng xe nào thì có việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ báo giá nha. Và lên cửa hàng thì nhớ nhắn tin hay là gọi điện cho Kiều để Kiều hỗ trợ từ 500 tới 1 triệu tiền xăng và kèm theo nhiều phần quà ha. Rồi, kế bên là những cái em mà Sightseer Sonic này các bạn ha. Cái Sightseer Sonic thì có nhiều anh cũng hỏi Kiều ha. Rồi, Sonic thì hiện tại giá của bên Kiều là 46 triệu cho các em này. Em này là màu sơn 3D nha các bạn nha. Màu sơn là son nha các bạn nha. Hiện tại em này là 46 triệu ha. Và các bạn mua góp cái dòng Sonic này thì các bạn đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 4 tới 5 triệu thôi là góp được nha. Còn ví dụ như mà anh chị nào muốn màu zin, ví dụ trắng đỏ hay đen đỏ thì đó thì cái việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ gửi hình qua nha các bạn nha. Tại vì Kiều chỉ chân một hai con để Kiều quay mẫu thôi. Còn ví dụ như anh chị nào mà muốn lấy con nào thì cái việc nhắn tin cho Kiều ha. Rồi. Rồi, cái bên cũng là một em Sightseer luôn. Sightseer này thì bên Kiều cũng có lên 3D luôn nha các bạn nha. Sightseer hiện tại thì màu zin của Kiều thì hiện tại giá cũng là 45 triệu luôn. Các bạn lên màu 3D như thế này nè. Thì thêm cho Kiều khoảng tầm từ 1 triệu nha. Em này là 46 triệu, các bạn mua góp thì đưa trước cho Kiều khoảng tầm từ 4 tới 5 triệu là góp được nha. Thủ tục thì cũng cực kỳ đơn giản lắm luôn, là trên 18 tuổi là góp được ha. Chỉ cần căn cước công dân thôi. Ví dụ như anh nào mà có bằng lái thì mình đem theo, còn không có thì thôi ha, đem căn cước công dân thôi là được ha. Rồi. Cái bên là em mở trinh nha các bạn nha. Cái này là bản nhập Indo ha. Thì bên em Kiều có 3 màu là màu đỏ, màu xanh nè, màu xanh ngọc, màu xanh GB. Màu đỏ là 3 màu ha. Hiện tại giá của em này là 42 triệu, các bạn mua góp đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 3 tới 5 triệu thôi là góp được ha các bạn ha. Màu thì bên Kiều có đủ nên là anh chị nào có muốn lấy màu nào thì có việc kêu em Kiều gửi màu qua chọn màu giùm Kiều ha. Rồi. Còn cái bên là Edge 150 nha các bạn nha. Edge này là Edge của Việt Nam ha. Màu nói chung là cũng khá là đa dạng, nói chung là nhiều màu lắm nên là Kiều chỉ chân một số màu thôi. Còn anh chị nào mà muốn coi màu nào thì có việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ gửi hình ha. Rồi, Edge 150 hiện tại giá bên Kiều là 41 triệu, các bạn mua góp đưa trước khoảng tầm từ 3 tới 5 triệu thôi là góp được ha. Còn ví dụ như mà anh chị nào mà eo hẹp qua tài khoản quá thì có việc nói với Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ hết luôn ha. Rồi, đây, màu nè, xanh nói chung là giống xanh GB các bạn. Xanh này là xanh đen, mẫu này mẫu 2024 luôn ha. Mẫu này cũng giá là 41 triệu luôn nha các bạn nha. Rồi. Màu thì bên Kiều có đầy đủ nha anh chị nha. Bản nào cũng có ha. Rồi cái bên là Edge 155 nha các bạn nha. Rồi Edge 155 mẫu 2024 này thì bên Kiều về rất là nhiều nè. Đen rồi xanh rồi nói chung là màu nào bên Kiều cũng có nha các bạn nha. Nói chung về bản màu thì bên Kiều có đầy đủ nên là anh chị nào cứ muốn màu nào thì cứ việc lên chọn màu giùm Kiều ha. Rồi, bản này là bản màu đen nha các bạn nha. Cái này khá là đẹp luôn á, màu đen bóng ha các bạn ha. Nói chung về Edge 155 thì nó khá là đa dạng màu nên là bên Kiều cũng ít lên màu 3D đó. Tại vì màu zin không là nó quá đẹp rồi ha. Rồi, bản này là bản CBS, giá của em này là 45 triệu cho các em này. Các bạn mua góp đưa trước giùm Kiều khoảng tầm từ 5 triệu dặn xe giùm Kiều nha. Bản này là bản màu đen ha. Đen, đỏ, vàng bên Kiều đều có hết nha các bạn nha. Rồi, kế bên này ha, bên Kiều lên hai con luôn nè. Một con là tem vàng, một con là tem đỏ ha. Cũng là bản CBS thì giá bên Kiều để đồng giá là 45 triệu luôn nha các bạn nha. Rồi, mua góp cũng đưa trước khoảng tầm 5 triệu thôi nha. Rồi, cái bên là em màu xanh, bản này là bản ABS nha các bạn. Bản ABS thì nó sẽ có phanh như thế này nha. Mẫu này cũng đều là mẫu mới hết nha các bạn nha. Rồi giá của em này sẽ là 50 triệu cho em này. Các bạn mua góp thì đưa trước cho Kiều cũng khoảng tầm nửa 5 triệu để xe thôi nha các bạn nha. Rồi. Đây. Và ngoài ra thì bên Kiều còn những cái mẫu trước nè, mẫu thường này các bạn, nói chung là nhiều màu lắm, đa dạng màu luôn ha. Rồi, hiện tại những cái em mà thường như thế này thì giá của em nó sẽ là 43 triệu nha các bạn nha. Mua góp mình cũng đưa trước khoảng tầm từ 3 tới 5 triệu luôn ha. Đây, màu thì bên Kiều có đầy đủ hết nha. Đây là màu xanh, xanh bánh vàng. Giá này cũng 45 triệu luôn nha, tại vì mẫu mới, nói chung là mẫu mới mà ABS, CBS thì có 45 triệu, còn ABS là 50 triệu nha các bạn nha. Đây, trắng ngọc trai bên Kiều cũng có nè, còn này là xanh GB nè. Xanh GB nè. Nè, màu vàng nè, màu trắng nè, nói chung nè. Cái em này là vàng cũng 45 triệu luôn, nói chung là màu bên Kiều có rất là nhiều luôn. Nói chung là 155 là đa dạng màu dữ lắm nên là anh chị lên cửa hàng chọn giùm Kiều ha. Rồi đây, màu xám bên Kiều cũng là bản ABS cũng là 50 triệu luôn ha. Có các em là nâu đỏ gì, màu xám bánh đỏ này. Hiện tại em này cũng bỏ mẫu rồi thì giá của em này hiện tại là giá là 44 triệu ha. Các bạn mua góp thì đưa trước cũng 5 triệu cho Kiều luôn nha. Rồi BC1 hiện tại bên Kiều là giá là 28 triệu 500, mua góp lên trước 2 triệu dặn xe giùm Kiều ha. Đây. Rồi, con này Vario màu trắng. Có một em Vario màu trắng bên Kiều mới lên 3D này. Thì Vario hiện tại những cái bản màu zin khó thường thì giá của bên Kiều là 35 triệu. Còn những bản màu zin mà khó thông minh thì là 38 triệu nha. Nhưng em này khó thông minh này mà lên từ bản trắng 3D này các bạn thì giá của em này sẽ là 39 triệu cho các em này nha. Mua góp Vario đưa trước cho Kiều 2 triệu nhận xe nha. Xe 50 nha. Hiện tại giá em này là 18 triệu nha các bạn nha. Màu thì đã bao màu luôn, muốn chọn màu nào cũng được ha.
Winner V3 V4. Winner V3 V4 nha, hiện tại những cái bản mà CBS thì giá của bên Kiều là 33 triệu, còn bản ABS là 35 triệu nha các bạn nha. Mua dòng Winner này mua góp đi trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 3 triệu nhận xe dùm Kiều nha. Màu thì bản màu bên Kiều có đầy đủ luôn, nên là anh chị nào muốn chọn thì chọn, hai còn thiếu bản màu trắng nữa. Nhưng mà màu trắng thì bên Kiều để bên kho ha. Màu thì có đầy đủ hết luôn ha. Rồi, Vision. Hey. Vision này, nói về Vision thì nó đa dạng màu dữ lắm rồi, nên là bên Kiều chân ít mẫu để quay thôi ha. Giá của em nó dao động khoảng tầm từ 30.500 cho tới 36 triệu ha. Là các bạn mua góp Vision đi trước 2 triệu nhận xe dùm Kiều nha. Như cái em này ví dụ như em này là xám tím này, lên từ bản cao cấp màu zin thì bên Kiều 32 triệu mà lên màu 3D như thế này nè. Thì thêm 1 triệu cho Kiều, em này sẽ là 33 triệu mua góp đi trước 2 triệu ha. Rồi, AB đi. Rồi, AB thì nè, năm nay nó cũng ra đa dạng màu lắm này, đỏ này, trắng, xanh, nói chung là xám nhiều lắm. Nha AB125 thì giá của bên Kiều sẽ là 41 triệu nha. Mua góp đi trước 2 tới 3 triệu nhận xe nha. Còn AB160 hiện tại giá của bên Kiều là 58 triệu. Mua góp đi trước khoảng tầm từ 6 tới 7 triệu nhận xe dùm Kiều ha. Rồi. Thì đó là giá xe á, mình báo nhanh cho chị bạn ha. Anh chị bạn có nhu cầu mình mua thì chịu khó mình liên hệ á. Cảm ơn chị bạn đã xem clip ạ. Xin chào. Xin chào các bạn.